Xin chào tất cả các bạn, mình là Phát Phát. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series makeup Halloween của Phát. Thì hôm nay Phát sẽ thực hiện cái makeup cuối trong cái series này. Thì ý tưởng Phát lấy từ bộ phim kinh dị Carrie mà Phát thật sự rất là thích luôn á. Thì các bạn nào mà chưa xem qua bộ phim đó thì hãy nhớ xem nha. Bởi vì bộ phim đó rất là hay, kiểu các bạn phải xem thì các bạn mới biết được là Phát nói hay như thế nào. Thì Phát mong là các bạn sẽ thích kiểu makeup lần này. Và nếu như mà thấy hay thì nhớ like và subscribe Phát nha. Còn bây giờ thì các bạn cùng Phát bắt đầu luôn nha. Đầu tiên thì Phát vẫn sẽ sử dụng toner để làm sạch da trước. Tiếp theo thì Phát sẽ dưỡng ẩm, thì Phát vẫn sẽ sử dụng em Clinique này. Bởi vì Phát đang cố gắng xài em nó hết để đợt đi du lịch sắp tới Phát sẽ mua một em dưỡng ẩm khác. Ok, xong. Tiếp theo Phát sẽ sử dụng kem lót Becca để giúp cho gương mặt mình nó bóng hơn. Mình sẽ đánh ở vùng chữ T thôi để cho mặt mình nó chỉ bóng vừa phải chứ nó không có bị bóng nhiều quá. Xong. Hôm nay thì Phát sẽ sử dụng em kem nền của Too Faced. Tại vì mặt Phát đang có mụn hơi nhiều nên Phát cần có một em có độ che phủ ok một xíu. Và Phát sẽ đánh một lớp thật mỏng thôi. Ok, các bạn có thấy không? Kem nền này Phát rất là thích bởi vì nó kiểu nó không có quá dày á, nhưng mà nó vẫn che được các khuyết điểm trên mặt của Phát. Tới che khuyết điểm, Phát sẽ sử dụng em che khuyết điểm của Kane Mac để che đi những quầng thâm và những đốm mụn đáng ghét. Em này thì Phát nghĩ là để che quầng thâm thì nó tốt hơn là che mụn. Che mụn thì nó không có hoàn toàn che mất được cho mình á. Các bạn nhớ là mình chỉ cần che cái đường quầng thâm ở dưới này thôi nha, không cần phải che hết nguyên một cái phần mắt ở dưới này đâu. Và mình sẽ che những cái phần bị đỏ ở khóe mũi nữa, che ít ít thôi. Mình chỉ sử dụng cái phần thừa còn lại trong cây cọ để mình che thôi, bởi vì ngay phần mũi nó rất là dễ bị cay kỳ nên các bạn đừng nên che nhiều quá nha. Sau đó đến những cái đốm mụn thâm, Phát sẽ sử dụng cây che khuyết điểm của Clio để chấm lên những chỗ bị mụn thâm. Phấn phủ hôm nay Phát sẽ sử dụng của Laura Mercier để phủ toàn bộ khuôn mặt của mình. Các bạn nhớ là mình sẽ táp nhẹ như vậy nha. Tiếp đến là chân mày, Phát sẽ sử dụng em kẻ chân mày của NYX màu chocolate để cho hợp với màu tóc của Phát. Đầu tiên các bạn sẽ phải xem chân mày của mình nó bị thiếu phần đuôi hay phần đỉnh hay phần đầu thì tụi mình sẽ thêm vào. Chân mày của Phát hơi thiếu đuôi cho nên là Phát sẽ thêm phần đuôi vào. Mình sẽ kẻ ở đuôi trước, mình sẽ thêm từ từ thôi nha, để mình có thể chỉnh dễ dàng hơn. Chân mày của Phát bị thiếu phần trên này nên Phát cũng sẽ thêm phần trên này luôn. Sau khi vẽ xong thì mình sẽ sử dụng cái đầu chuốt để chuốt cho nó nhạt lại, cho nó tự nhiên hơn. Bắt đầu mình sẽ vẽ tiếp. Ok, vậy là đã xong một bên rồi. Hôm nay Phát chỉ sẽ thực hiện một bên thôi nha. Để cho tiết kiệm thời gian của các bạn thì Phát sẽ chuốt mascara chân mày bên này luôn. Bây giờ Phát sẽ chuốt mascara chân mày màu nâu lên. Ok, vậy là xong một bên. Bây giờ Phát sẽ thực hiện bên còn lại. Phát sẽ quay lại trong 2 phút nữa. Ok, Phát đã trở lại rồi đây. Bây giờ Phát sẽ sử dụng tới tạo khói. Vẫn là em tạo khói này nhưng mà nó đã bị bể tan nát rồi. Phát đã order là một em khác rồi. Phát sẽ kẻ từ chính giữa xuống. Sau đó mình sẽ kéo ngược lên trên.
Ok, Phát sẽ tạo khói cho cái mũi của Phát nó tròn ngay cái phần đầu á, để cho nhìn cái mũi Phát nó tây một chút xíu. Ở bên nước ngoài thì thường mũi của những bạn Tây á nó sẽ tròn á, cho nên là Phát cũng sẽ làm cho cái mũi của Phát tròn luôn ha. Trời ơi, mặt mình kiểu không có nét á nên mệt quá à. Mệt thực sự. Okay. Tiếp theo Phát sẽ kẻ một đường hốc mắt nhẹ cho mắt của mình nó sâu, thật sâu. Mình sẽ xem cái hốc mắt của mình ở đâu nha. Ở đây. Tôi sẽ kẻ ở đây. Và Phát sẽ sử dụng em tạo khói ban nãy để dậm lại một lớp ở phần trên cho nó nhìn thật hơn. Ok, Phát sẽ tiếp tục với con mắt bên này. Ok. Tiếp theo Phát sẽ tạo khói mặt. Nhìn như một người khác nè. Thấy chưa? Ok, tiếp theo Phát sẽ sử dụng màu mắt Naked. Và sử dụng màu gì? Nó bị bay mất tiêu hết rồi, Phát không thấy được. Màu ở đây để Phát tán ở cái phần dưới cái hốc mắt ban nãy mình vẽ. Xong Phát sẽ sử dụng màu. Phát sẽ sử dụng màu nó như là màu xám á, ở trong ở ngay đây để tán vô phần hốc mắt. Nhưng mà kiểu mình đi nhận giải thì mình phải thật lồng lộn chứ đúng không? Phát sẽ tiếp tục với cái mắt mình này. Ok, vậy là xong phần mắt, Phát sẽ kẻ mắt nha. Phát sẽ sử dụng kẻ mắt của Inglot để kẻ một đường line cho mắt mình nhìn nó sâu hơn. Tụi mình sẽ bắt đầu từ đầu mắt trước nha. Mình sẽ kẻ từng đường thôi. Sau đó mình sẽ nhìn lại để mình canh. Nó không có bị quá tay á. Đó, các bạn cứ kẻ từng đường như Phát như vậy nè. Với những bạn mà chưa tập kẻ thì mình cứ kẻ từ từ thôi. À, các bạn thấy không? Phải kể một đường line rất là dài. Nhưng mà khi mở mắt lên thì không thấy gì hết. Trời ơi, nỗi khổ của những người mắt một mí. Đó, phải chỉ kể cái đuôi vậy thôi. Ok, phải đã vẽ xong hai bên rồi. Bây giờ phải sẽ bấm mi. Tới tiết mục mà là Phát mắc cười à, tại vì không có cái gì để bấm hết trơn. Ok, mình bấm xương xương thôi. Đó, bấm cho có lệ thôi. Tiếp theo là đến má hồng. Phát sẽ sử dụng em má hồng này Phát mua hồi đợt Phát đi hàng á. Cái này là nó
Nó là sao ta? Cái này là nó kiểu nó là cái nguyên liệu của nó, đúng rồi. Cái nguyên liệu của nó, người ta nói là làm từ thiên nhiên hết. Mà mình vừa có thể đánh má hồng, vừa có thể đánh môi được nữa. Cái màu này lên rất là đẹp, để phát đánh cho các bạn xem thử. Tôi sẽ sử dụng một cái cọ để phát đánh má hồng. Nó như kiểu là hồng hồng đỏ đỏ. Kiểu các bạn chỉ muốn đánh má hồng thôi để cho mặt mình nó bừng hơn á, thì Phát nghĩ là các bạn nên sử dụng cái em này nè. Tại vì cái thành phần của nó từ thiên nhiên á, cho nên là dù mình không có sử dụng lót hay là không có sử dụng dưỡng ngẫm thì mình vẫn có thể an toàn sử dụng cái này. Màu nó rất là tự nhiên này, các bạn thấy không? Nếu như mình muốn đậm thì mình cứ dậm nhiều lớp lên. Sau đó Phát sẽ sử dụng em má hồng khác của Apeel, màu RD01, để Phát tán lên cái phần vừa rồi. Ok. Rồi, highlight Phát sẽ sử dụng em highlight của Fenty Beauty. Em này đang rất hot hòn hòn, cho nên Phát sẽ sử dụng thử. Wow, các bạn có thấy không? Oh, hạt nhũ nó rất là to, cho nên là rất là lấp lánh. Cái này Phát nghe nói là nó có thể đánh body nữa, cho nên là rất là tiện dụng. Ok, tiếp theo là đánh son. Phát sẽ sử dụng son của Maybelline, màu số 70. Vậy là mình đã xong phần đầu tiên của makeup look lần này rồi. Bây giờ mình sẽ qua tới phần tiếp theo. Thì trong cái concept Carrie sẽ đi đến dự prom của trường, thì makeup đến đây các bạn có thể giữ nguyên cái makeup này để đi tiệc tối hay là đi những cái party với bạn bè đều được hết. Cũng sắp đến khoảng thời gian cuối năm rồi, là khoảng thời gian của những buổi tiệc á. Cho nên nếu các bạn muốn Phát thực hiện một cái makeup look nào đó, party hay là prom trường gì đó, các bạn hãy nhớ comment để giúp cho Phát biết nha. Còn bây giờ thì mình bắt đầu tới phần 2 thôi. Tiếp theo là đến phần vẽ máu. Thì Phát vẫn sẽ sử dụng chai máu đợt vừa rồi để Phát vẽ máu. Đó, như vậy nè. Ok, Phát đã xong được một nửa bên mặt rồi ha. Nhìn rất là kinh dị phải không? Nhưng mà thật sự makeup này nếu mà thiếu cái máu này thì kiểu nó không có được đẹp á. Các bạn nhìn thử xem có cái giống không? Ha ha hu. Ok, vậy là các bước chuẩn bị của makeup look này đã xong rồi. Các bạn thấy thế nào? Có giống không? Nếu như mà thấy đẹp thì nhớ like cho Phát một like nha. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của Phát. Và các bạn nhớ follow Instagram cũng như Facebook của Phát nữa nha. Hẹn các bạn trong những makeup look sắp tới. Bye bye. Tommy Ross and Gary White.